tinh tấn, chánh niệm, tỉnh ra. Câu hỏi: Bạch Thầy, sau khi nghe Pháp Thầy, con hiểu hơn về bản ngã. Do tham sân si sai khiến, điều đó đã giúp con có thái độ tâm tích cực hơn trong cuộc sống. Nhưng trong quá trình thực hành, con thường gặp khó khăn ở chỗ. Nếu con chú tâm thì nghĩ là theo bản ngã. Nếu để bình thường thì dễ rơi vào buông lung phóng dật. Tâm con vọng động, thất niệm và vọng niệm hoài. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con. Con thành kính tri ân Thầy. Trả lời: Như vậy là con đã thấy rồi đó. Thận trọng, chú tâm, quan sát là những yếu tố tự nhiên sẵn có trong con. Khi bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa, con liền ứng ra sự thận trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên và ra mở cửa thì không có bản ngã. Nhưng khi con đang sợ hãi, lo lắng thì sự thận trọng chú tâm quan sát sẽ có bản ngã xen vào. Vậy con chỉ cần thấy đâu là bản ngã, đâu không bản ngã là được. Câu hỏi: Kính thưa Thầy, khi con chánh niệm, tâm con hay có hỷ lạc? Có người nói rằng nếu cứ hỷ lạc nhiều như vậy thì sẽ hết phước, vì hỷ lạc tương đương như phước của cõi trời, nên phải giữ tâm bình thản. Nhưng hỷ lạc này nó đến rất tự nhiên à? Con không biết như vậy có tốt không? Xin Thầy chỉ giúp con cảm ơn Thầy ạ. Trả lời: Khi chánh niệm mà hỷ lạc đến tự nhiên, không có ý giữ lại hay buông bỏ, chỉ thế thôi thì không sao. Nếu trạng thái hỷ lạc là sự an tịnh trong sáng thì tốt. Nhưng nếu hỷ là ánh sáng, nổi ốc hoặc trạng thái mát lạnh, bay bổng, bồng bềnh, thì đó là do niệm quá mức nên đã nghiêng qua định. Niệm cần tự nhiên không dụng ý thì mới thấy được thực tánh, chứ không lạc vào định. Khi lạc vào định thì những trạng thái hỷ đó sẽ trở ngại cho tuệ. Con chào Thầy. Khi con nghe Thầy giảng cách đây 4 năm về chánh niệm tỉnh giác thì con quay lại nhìn tâm mình. Nhưng có phải có người cố gắng cũng chưa thực hiện chánh niệm ngay từ lúc đầu đúng không Thầy? Con xin cảm ơn. Trả lời: Phải, ít ai chánh niệm tỉnh giác được ngay. Nhưng không phải không có người nghe xong liền chánh niệm tỉnh giác. Điều này tùy căn cơ trình độ mỗi người. Người thường làm những công việc cần sự thận trọng, chú tâm quan sát hàng ngày, khi nghe có thể trực nhận cả lý lẫn sự một cách dễ dàng. Người thường làm công việc cần suy nghĩ đắn đo, tính toán, khi nghe có thể khó mà chánh niệm tỉnh giác được ngay. Câu hỏi: Kính thưa Thầy, tam độc tham sân si là ba thứ làm cho con người ta mê muội. Trong ba độc đó thì tham, và đặc biệt là tham ái dục là khó bỏ nhất. Ngay cả khi con người ta chánh niệm, tỉnh giác, tinh tấn thì nó vẫn ngấm ngầm đeo bám rồi có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Con không biết làm sao để đoạn tuyệt hẳn được nó. Con thành tâm sám hối và đảnh lễ Thầy. Trả lời: Con cứ chánh niệm tỉnh giác trong mọi hoạt động, thân, thọ, tâm, pháp, để thấu rõ mọi hiện tượng sinh diệt, thì không những tham ái mà mọi bất thiện pháp sẽ tự đoạn giảm và chấn dứt. Nhưng nếu con không đủ kiên nhẫn để thấy ra nó mà chỉ muốn loại trừ nó thì nó sẽ càng gia tăng. Câu hỏi: Thưa Thầy, khi con ngồi thiền theo dõi hơi thở thì con thấy tâm con ít suy nghĩ lung tung. Nhưng lúc con ngồi thiền thư giãn, tâm không chú ý vào bất kỳ đề mục gì, chỉ để tâm tự nhiên không làm gì cả, thì con nhận thấy tâm con suy nghĩ vẩn vơ, hết chuyện linh tinh này đến chuyện khác.
Xin Thầy dạy con cách hành cho đúng đạo ạ. Con kính tri ân Thầy. Trả lời: con thư giãn nhưng chưa thật sự buông xả, nên tâm chưa rỗng lặng trong sáng được. Khi thư giãn buông xả thật sự thì tâm liền trở về với trạng thái thanh tịnh, trong sáng tự nhiên của nó. Lúc đó, nó không cần theo dõi hơi thở, mà tâm vẫn cảm nhận được toàn thân khi đang thở vô thở ra. Sự cảm nhận này hoàn toàn không cần cố gắng tập trung gì cả. Con nên nghe thêm pháp thoại Thầy giảng thật nhiều để có thể tu tập một cách toàn diện hơn, chứ không chỉ ngồi theo dõi hơi thở để tâm được yên đâu. Nếu tâm con vẫn cứ lăng xăng là do trong sinh hoạt đời sống hàng ngày con thiếu chánh niệm tỉnh giác. Chính vì vậy mà những gì con chưa soi sáng được trọn vẹn trong sinh hoạt bình thường sẽ xuất hiện lại khi con ngồi xuống thư giãn. Thực ra không phải ngồi thiền để tâm được yên, mà chính là để thấy được thật sự thân tâm con đang như thế nào. Nếu con không soi sáng và chuyển hóa được những lăng xăng có duyên cớ ấy, mà chỉ cố dồn nén nó lại qua năng lực tập trung, thì đó chỉ là cái yên có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đừng quá tập trung, vì như thế sẽ sinh căng thẳng. Và lưu ý là không phải chỉ tập trung vào việc làm, mà chủ yếu là biết mình trong việc làm đó. Trong thiền minh sát cần yếu tố tự nhiên và vô tâm. Vô tâm chính là không nỗ lực chú ý hay tập trung, mà chỉ chú tâm thôi. Tâm không phân tán, không dao động, an nhiên tự tại gọi là vô tâm. Chú tâm chính là yếu tố xuyên suốt trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay trở về trọn vẹn tỉnh thức ngay nơi thực tại một cách tự nhiên, không cần tích cực miên mật tìm kiếm, theo dõi và ghi nhận gì cả. Chỉ cần nghiêm túc, chân thành là được. Chủ yếu là con có sáng suốt biết mình hay không mà thôi. Cứ sống trải nghiệm cuộc sống như nó là, nhưng cần quan sát chiêm nghiệm để thấy ra sự thật, thì mới điều chỉnh nhận thức và hành vi đúng tốt được. Tinh tấn chính là buông phóng dật để trở về với thực tại thôi, chứ không phải là nỗ lực để đạt được điều gì ngoài thực tại. Do đó trở về trọn vẹn với thực tại rồi thì tinh tấn làm gì nữa? Nếu tinh tấn nữa hóa ra lại trở thành buông lung. Khi chánh niệm tỉnh giác hay trọn vẹn tỉnh thức đúng mức nơi thực tại thân thọ tâm pháp, thì thấy thực tánh chân đế, tức chỉ thấy thực tại như nó đang là, không thấy ta của ta, tự ngã của ta, hoặc qua bất cứ khái niệm nào nữa. Thầy Viên Minh.